Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường. Thì buổi chiều ngày em Trường, buổi chiều ngày hôm nay em Trường lên sóng báo giá cho mình một số mẫu xe Innova 2013, 2014 và 2015. Thì bây giờ em sẽ quay trước hai con 2014 và con 15 và con hai con 2013 ở cuối clip nha. Cả nhà tí nữa thằng cô em nó chạy lên em quay tiếp cho cả nhà luôn. Rồi, em xin quay trước con 22, con 2014 này đi. Trước màn ảnh của quý cô bác anh chị là mẫu Innova 2014 E bản đủ, có hai màu luôn, màu bạc và màu ghi vàng. Cả nhà nào mà cả nhà mình thích màu nào thì chốt ngay màu đó. Thì em xin đi vào clip chi tiết sơ bộ. Đây là mẫu Innova 2014 E bản đủ màu ghi vàng, xe 2 đời chủ gốc Sài Gòn, biển Bình Dương 61K13677. Quý khách hàng ở Sài Gòn thì đỡ được 20 triệu tiền phí ra biển nha. Đấy. Còn quý khách hàng nào nói chung là toàn lãnh thổ Việt Nam ra tên chính chủ cà vẹt con này phí thuế rơi vào tầm 3,8 triệu là xong. Đó, đây là mẫu cũng 2014 màu ghi bạc bản đủ luôn. Đó, quý khách hàng là ưng phù hợp màu nào thì thì mình sẽ làm việc mẫu đó nha. Đấy. Thì em đi vào chi tiết mẫu này. Đấy, xe gốc Sài Gòn, biển Bình Dương, tư nhân, chính tên chính chủ bên em Trường. Quý khách hàng mua bán thì ra phần công chứng ký ủy quyền hoặc là hợp đồng mua bán gì đó, tùy ý cái thích cả nhà mình. Đó, thích ủy quyền thì mình ký ủy quyền sử dụng, mà thích mua bán rút hồ sơ thì ký hợp đồng rút hồ sơ. Đấy, xe màu ghi vàng. Đời 2014 E bản đủ, giá thì hiện tại bên em Trường bán giá là cực kỳ hợp lý luôn rồi. Chứ không có ở đâu bán giá cực kỳ hợp lý hơn bên em Trường đâu nha. Đấy, màu ghi vàng, full đồ chơi. Thì xe các thằng con đã biết rồi. Ốp mẹ xi đầy đủ hết, xi nhan gương, dán full phim cách nhiệt. Đó, các nhà thấy không? Rất là đẹp luôn. Bên em Trường dòng 2014 15 đang còn rất là nhiều. Em Trường đang có sẵn gần 8 mẫu Innova 2013 bản đủ nè, 14 bản đủ nè, rồi 15. Đó, nó cuối clip nha. Các nhà coi hết clip giùm em. Đó, thấy chưa? Xe rất là đẹp luôn, 2014 E bản đủ mà. Rất là sướng nhưng cả nhà. Bản full của dòng số sàn. Đấy. Em Trường có được hai màu, màu ghi vàng, màu ghi bạc. Cả nhà thích mẫu nào thì bên em Trường sẽ để cho mình mẫu đó. Đấy, xe là full đồ chơi hết luôn. Về là chi sử dụng, không phải tốn kém tiền mua sắm hay làm gì nữa thêm. Đấy, vì bên em Trường gọi là full nhất có thể thôi. Còn với khách hàng đi về thì nếu mà chỉnh sửa theo ý gia đình của mình thì nói chung là làm thêm một tí gì đó cho đẹp. Đó là theo cái sở thích cá nhân. Chứ mà em thấy là xe là đã rất là đẹp rồi, full đồ, xây sự kiến, gạt mưa sâu, cảm biến lùi. Đó, xe rất là đẹp luôn cả nha. Đấy, bốn cái lớp mới tinh nha, bốn cái lớp rất là dài. Đặc trưng của dòng 2014 là vành mâm hô mai nha cả nhà. Đấy, mâm hô mai. Đặc trưng của dòng 2014, 2012, 2013 là mâm nó sẽ khác nha. Tắp ly màu kem. Đấy, zin của nó luôn. Tắp ly màu kem luôn cả nhà. Keo sùng chỉ nè, rất đẹp. Nội thất ghế thì màu nâu kem, cả nhà thấy không? Đấy, màu nâu kem. Ở xe trang bị trên mình là hai túi khí an toàn nha, hai túi khí an toàn, một túi khí bên phụ và một túi khí bên vô lăng. Ở đây, đấy, đèn trần nè, trần 3D sạch sẽ hết luôn cả nhà ơi, cả nhà thấy không? Đấy, đèn trần, trần 3D sạch sẽ đến từng chi tiết cho cả nhà mình luôn. Củ số zin theo xe, đó, sấy sưởi gương, cảm biến lùi, mọi thứ nói chung rất là đẹp luôn. Bách bản lề nè, ốc nách cửa nè, cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn rồi. Nói chung chiếc xe bên em Trường để là quá tuyệt vời. Xi nhan gương nè. Các nhà thấy không? Đầy đủ hết. Xe lên full đồ chơi nha. Em Trường quên quay ra nhà mình. Đây. Màn hình Android. Màn hình Android kèm kem lùi, kem hành trình. Đây là camera hành trình. Đấy, mọi thứ là zin theo xe hết. Rất là đẹp. Dán full phim cách nhiệt quanh xe. Đấy, cái nhìn cô gai vân của nó nè. Đấy, gai vân tắp bi nè. Rất là đẹp luôn nè. Đó, thấy chưa? Dán bọc đĩa cánh luôn nè. Tay cửa mẹ gà rôm. Cả nhà coi nè. Thấy chưa? Kẹp không? Đấy, nội thất rộng rãi, bê trần BD đồ nè. Chống nóng rất là tốt luôn cả nhà ơi. Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy, thân vỏ đồ là miễn bàn, gầm bệ là nguyên ma. Chủ xe rất là kỹ, đây là em mới vừa mua lại nha. Cả nhà coi nè. Bình xịt kiến khăn rồi, nói chung là người ta rất là kỹ càng. Đó, cả nhà mình mua về cũng đỡ được cái phần đó. Bản đủ nên trang bị vành mâm R15. Đây, thông số lớp của nó đây. 205 65 R15, vành mâm vành hoa mai đây, 205 65 R15 vành hoa mai. Hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống nha. Máy móc thì cả nhà coi đây, ngày mai chỉ cho em Trường sẽ cho anh em vệ sinh sạch sẽ lại nha. Xe rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn cả nhà. Keo sùng chỉ luôn nè, đó cả nhà thấy không, đẹp tuyệt vời. Máy móc thì bên em Trường sẽ ngày mai cho vệ sinh lại. Cả nhà thấy không, mới vừa mua ra nhà rất là kỹ luôn, ít đi rồi nè, có ấy chuột luôn nè, cả nhà thấy không?
này mai sẽ rửa máy nhẹ nhàng lại cho sạch sẽ nha cả nhà nha, xong mới bàn giao cho cả nhà mình. 2014E bản đủ màu ghi vàng. Chiếc này bên em Trường chào bán nha mình với giá là đồng giá luôn. 2014E bản đủ bên em Trường bán đồng giá cả hai chiếc là 359 triệu. Bao ký giấy hoặc rút hồ sơ cho cả nhà. Rồi. Thì đây là mẫu 2014. Rồi. Chạy xuống cho Ngọc cái xịt hơi này xong chạy về bãi đậu luôn. 2014 màu ghi bạc. 2014 màu ghi bạc nha. Đó thì bán đồng đời đồng giá luôn. Đó chỉ là hai màu khác nhau. Cả nhà thích màu nào thì em Trường sẽ để nhà mình màu đó. Đấy, 2014 E bản đủ màu ghi bạc. Đấy, biển là 38A47201. Chiếc này là chủ nhân của nó ở Bắc Tân Uyên nha. Nhưng mà bấm theo cái hộ khẩu người quê á cả nhà. Đó. Đấy, vành mâm vành hoa mai nó khác nhau nha cả nhà lưu ý nha. Vành hoa mai nè, đó còn 20B là vành nó đứng đứng nha cả nhà. Đấy, xe full đồ luôn. Bê ghe nóc đồ đầy đủ hết. Đó, thấy chưa? Xe nói chung là bên em Trường cố gắng tuyển những cái sản phẩm tốt nhất có thể về phục vụ cho quý cô bác cũng như quý anh chị. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp tuyệt đối, nước chạy là nhẹ nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó, xe anh em đang chạy kìa. Đó, nước chạy nhẹ nha. Nó đang chạy về chạy con 20B lên cho em quay á. Gầm bệ là cả nhà coi nè. Đấy, gầm bệ là sáng tròn luôn nha. Đó, thấy chưa? Gầm bệ là sáng tròn hết luôn. Không có không với mục một rỉ sét nha cả nhà. Rất là đẹp. 2014 bản đủ thì chạy sướng lắm. Giá thành thì bên em Trường 20B là 359 triệu nha, còn 2014 là đồng giá là 380 triệu. 2014 là đồng giá là 380 triệu, còn 20B là 359 triệu nha. Đấy, 2015 là 395 triệu. Đó, chứ đỡ tí cả nhà nó có khi nó nhầm này, cả nhà nó bắt bẻ em nữa. 20B là 359, còn 2014 là 380, còn 2015 là 396. 95 chứ. Toyota Innova đời 2014 nha. Đầy đủ hết. Con này thì nội thất kem. Đó, nội thất màu kem. Logo vô lăng được sơn quan gỗ, màn hình Android kem lùi. Đó, màn hình Android kem lùi đầy đủ hết. Anh nhà thấy chưa? Đẹp không? Nội thất con này là một kem nguyên bản có theo logo Innova. Đây là chủ nhân của nó đã bọc rồi. Đó, cá xe em Trường nói vậy. Hệ thống chỉnh gương chiếu hậu nè. Rồi, củ số nè, cảm biến lùi sấy sửa gương. Đấy. Đặc trưng của nhà bạn đủ nha. Cả nhà coi gai văn tắp bi của nó nè, đẹp tuyệt vời. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Cả nhà mua về là sử dụng tay lấy cửa mài chrome zin. Đó, thấy chưa? Keo sùng chỉ nè, cả nhà coi. Đẹp tuyệt đối nha cả nhà. Thấy chưa? Nhìn thấy là yêu thương. Xe bên em Trường lựa tuyển chọn những chiếc xe gọi là tốt nhất có thể để về phục vụ cho quý cô bác cũng như quý anh chị. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh, bấm nút quả chuông có phải màn hình để tiện cập nhật những video của clip tiếp theo. Và đây là em Trường đã chuẩn bị về quay thêm con 23, 25 nữa cho cả nhà mình lựa chọn cho nó dễ nha. Đấy, máy móc nè, phanh ABS nè, chống phanh bó cứng cả bốn bánh nè. Máy móc con này thì rửa sạch đẹp rồi, cả nhà mua về là chiến, không phải làm gì thêm. Cả nhà thấy chưa? Đấy, máy móc con này là em Trường đã rửa rồi, sạch sẽ đến từng chi tiết luôn. Cả nhà thấy chưa? Máy móc là bên em Trường bảo hành lên đến 1 năm sử dụng nha. Máy móc trước khi giao xe là em Trường sẽ thay nhất máy mới, vệ sinh buri, thay mới cho cả nhà mình luôn. Đó, xong mới là bàn giao, chứ không phải để con xe gì mà giao. Máy móc là bảo hành 1 năm, gầm bệ là 6 tháng và dương kính điện là 3 tháng. Đồng giá 2014 380 triệu nha, bao rút gốc. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và nút quả chuông có phải màn hình. Rồi, tới nhà tiếp theo coi 25 với 20B luôn nè. Đây là Innova 2015 nha cả nhà. E bạn đủ nè. Đó thì chiếc này và em Trường chào bán với giá là 396 triệu đồng. Xe thì hôm trước quay là chưa có hai lớp mới, hôm nay em Trường đã thay cho nó hai cái lớp mới nè. Đấy, lớp mới xe rất dày nè. Đó. Tem nó còn chưa bóc ra luôn nè. Đấy. 205 65 R15, xe rất đẹp. Đó thì cả nhà cần thì vào kênh của em Trường có quay chi tiết trong kênh nha. Đấy, có quay chi tiết trong kênh, kết bạn Zalo em Trường gửi full ảnh cho nha. Xe nói chung là 2015, xe rất đẹp. Cả nhà thấy không? Đó, 396 triệu nha. 95 triệu thôi, bấm phay xước nè. Đấy, lớp trước đã được thay hết rồi. Đó. Đây là 2013 nha, 2013 E bạn đủ thì em Trường đã nói 2013 là bên em Trường bán 359 triệu nha cả nhà. Màu ghi bạc. Cuối 2013 đăng ký lăn bánh 2014, qua form 2014. Ở cả nhà coi nè. Mâm của nó thì mâm nó kiểu này là 20B, tuy đăng ký lăn bánh 2014 nhưng nó trong đăng kiểm vẫn là 2013. Nên mâm nó mâm như thế này, còn 24 là hình hoa mai. Đó, giá bên em đồng giá thôi, 359 triệu, màu ghi bạc biển Bình Dương. 83425, số cũng khá là đẹp.
Với khách hàng nào thích mẫu nào thì bên em Trường cũng có, tầm giá nào thì bên em Trường cũng có nha cả nhà. Đấy, e bản đủ nha, hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống, vành mâm thì R15, 2.5 65 R15 đó, xe cực kỳ, nói chung là nhìn cũng là rất là đẹp. Đấy cả nhà coi nè, đó, nội thất cũng màu kem, đấy, màn hình Android kem lùi, đấy, mọi thứ là rất là đẹp luôn. Đấy cả nhà coi nè, cũng hai túi khí an toàn, mọi thứ là sạch sẽ nha. Đó cả nhà coi, bên em Trường là toàn là tuyển những chiếc xe gọi là chất lượng cao để về bán phục vụ cho quý cô bác cũng như quý anh chị nha. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh giùm em, xe rất là đẹp luôn nè. Đó, nội thất mới tinh đây nha. Đấy, đấy trần của nó nè, cả nhà thấy chưa, rất là đẹp luôn nè. Hàng ghế nè, rộng rãi nè, cái dòng Innova đăng kiểm nó 8 chỗ ngồi luôn nha cả nhà nha. Đó, thấy chưa, sắp kể xe bên em Trường đã điều kiểm duyệt và lên màn hình Android hết rồi. Lớp rất là dày luôn, cả nhà thấy không, rất là dày tuyệt vời. Đây nè, cả nhà coi phía sau full đồ chơi, giáp biển số, đồ là kem hành trình, kem lùi đầy đủ hết. Đó, giá thành thì cũng như nhau thôi, cả nhà thấy không. Đó, 2014 em Trường mới quay, mới chạy gì ở đây. Đó, 2014 nè, 2014 đầy đủ hết. Rồi, 2013 thì có con này nữa nè. 2013 có con này nữa. 2013 thì nó cũng đồng giá 359 triệu thôi. Cả nhà thích chiếc nào thì bên em Trường cũng có nha. Thoải mái luôn. Đó, thích chiếc nào thì lấy chiếc đó. Đây cũng 2012, 350 mấy triệu luôn. Cũng đồng giá hết. Cả nhà thích con nào thì em Trường có con đó nha. Rồi, thì em Trường khép lại video tại đây. À, có 2010 nữa, ngày mai em sẽ quay nha cả nhà.